Hi. Rồi. Đây là tôi Tiến em nhé, tôi chỉnh qua cái trang tôi đây. Đây rồi. Hi. Hi, xin chào tất cả các anh em. Chào tất cả các anh em đã đến và quay trở lại với PWM Channel ha. Và nếu mà game 1 anh em có xem thì tôi vừa căng não với con Alan quay anh em ạ. À. Tôi vừa xem lại cái stream của tôi để tìm hiểu rõ hơn tại vì cốt truyện nó đang sang quá. Nhưng mà sau khi xem rồi thì tôi không thể ngủ anh em ạ. Cho nên mình làm tí GTA anh em nhá. Phiên bản cốt truyện mà tôi đã được việc sub anh em, nếu mà có theo dõi kênh tôi lâu rồi thì chắc biết tôi đang theo dõi con này ha. Tôi đang chơi con này. Hai giờ sáng không biết có anh em nào rồi. Không biết có anh em nào xem không nhỉ? Chắc anh em đi ngủ rồi chứ gì. Ngày mai cuối tuần mà. Ngày mai cuối tuần thì anh em cũng chắc là rảnh rỗi, không có gì làm, mình có quyền thức muộn thêm một chút. Cho nên là tôi thức mới nhầy, rảnh không biết làm gì cho nên là stream cho anh em xem đấy. Nhớ anh em. Rồi thì xin chào tất cả các anh em bên Facebook Gaming và các anh em bên YouTube xem lại ha. Tại vì tối tôi sẽ stream GTA trên Facebook, còn bình thường thì tôi sẽ stream trên YouTube bình thường. Tôi đã không làm việc với Black nữa và tôi cũng đã nói vài lần rồi. Anh em nhớ. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái story mode đã được tôi việc sub ở đây. Lần trước là tôi với lại lão tôi với lại thằng Mikey đã đánh chặn một cái đoàn tàu Trantu đi đâu thì tôi không biết, nhưng mà tôi đã đánh chặn và rớt xuống và làm cho nó rớt xuống sông. Hai chúng tôi lấy vàng nhưng mà nó không biết có vàng gì không, nó chưa thấy cộng tiền anh em ạ. Âm thanh hình ảnh ok không anh em? Tiếng tôi hay tiếng game thì có quá lớn không anh em? May quá vẫn còn con xe ở đây ạ. À. Lần trước cho anh em nào đã xem cái stream của tôi thì thật sự lần trước là một cái stream nó xui tận mạng luôn em ạ. Má làm cái gì cũng không xong mà. Nhưng mà ít ra tôi cũng đã vừa mới thực hiện được một cái vụ cướp nhà băng. Tuy là một cái nhà banh ở cái khu vùng quê thôi, nhưng mà cũng tự hào là đã cướp được nhà banh rồi anh em nhá. Đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến tới những cái phi vụ lớn hơn, hoành tráng hơn em nhá, kỹ càng hơn. Và bây giờ thì mẹ tôi đi đâu, đi về đâu nhỉ? Chị bê này đấy. Tôi nghĩ là đi gặp Mikey chứ sao không thấy hiện trên bản đồ có Mikey ta. Rồi đưa đổi xe Mikey sẽ làm gì. Âm thanh hình ảnh ok không đi. Mikey làm gì đấy. Sao nó mới ngồi ngắm hồ buồn á. Sao đi ngồi ngắm hồ buồn quá à. Ôi, nó phải trần luôn, áo yết rồi đâu. Mấy thằng xăm là tôi vào tiệm xăm, tôi xăm cho nó anh em nhá. Nhưng cũng rất là hổ báo cáo trộm, ai gọi đây? Mặt tiên gọi, vào game anh em nhá, vào game anh em nhá. Nghe máy đi. Hey, look. What have you done? Từ từ, để tôi tiếp. Rồi, chúc anh em có những giây phút vui vẻ bên BWM Channel, một game anh em nhá. Rồi, vừa chào anh em cái đếm biết nó nói gì luôn. Gọi lại hỏi nó coi nãy nói gì. Đây, tôi lần trước cho anh em là chưa biết thì cái thằng Travel, cái thằng hồi nãy á, nó đã bắt vợ của cái thằng vừa gọi cho tôi, chính là Martin Maranzo, là một tay chùm, coi như má tay chùm khét tiếng của thành phố Los Santos này. Và lão đúng á, vừa gọi cho tôi nói nhiều tới biết à. Ok mẹ lão đi. Xem ra nó có nhiệm vụ gì. Rồi, chuyển qua Phan Linh xem như thế nào. Phan Linh vừa mới cướp thực hiện một cái phi vụ Steve Haynes, man. Tiền cũng khá khá đấy anh em ạ. Tiền 545.000. Á, lần trước cướp 8 triệu đô à. Á, chỉ được mỗi mấy trăm nghìn thôi. Phế đéo chịu được.
Sao thằng nào cũng tới chữ B để nhờ. Thằng này gần Phelan gần chữ B nè. Tôi chạy tới chữ B luôn em nhé. Phan Linh, bạn muốn điều khiển nội tâm của mình, hãy sẵn sàng bỏ ra 5 phút để đạt đến sự hoàn thiện. Ghé thăm từ 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 từ. Má, tôi cũng muốn rồi mới đạt tới rồi cái cảnh giới sự hoàn thiện của mình. My Divine Thing. Anh em được sắp vào đây. Ồ, hồi trước á, những cái phông chữ thế này, nó không có bị nó bị lỗi như vậy đâu. Thời trang và sức khỏe, tôi nghĩ là thời trang và sức khỏe. Nè, lỡ yoga nè anh em. Đây, trang web của lỡ yoga đây. Lỡ này, lỡ này. Ôi, má, anh em có tư thế kìa, con mẹ ơi, má. Biểu sao đủ mấy vợ tôi thuê cái này không mất vợ cho được à. Má, anh em có tư thế. Ôi ơi, có cái logo này, con mẹ. Đéo hiểu kiểu gì à. Thôi thôi, đéo tiến tới cái nội tâm gì sức. Mẹ đéo tiến tới sự hoàn thiện con mẹ gì. Đau mắt quá à vậy hả? Lại hồi. Má, chắc tôi cũng phải rồi đăng ký rồi. Tôi qua đi học để sau này được làm thầy yoga nè mà. Khổ. Nhiệm vụ bị gián đoạn, quay lại lúc khác để bắt đầu nhiệm vụ. Có sao nhiệm vụ bị gián đoạn? Thế là đâu? Mới là đâu? Tôi là ai? Sao nhiệm vụ bị gián đoạn? Alo? Hello, who this? It's Amanda. Amanda. Amanda DeSanta. Amanda là We met at my house. Gặp nhau ở nhà tôi. Amanda, à vợ của đây, vừa nhắc vợ là vợ có ngay vợ của Mikey anh em ạ. Đứa mình đi học yoga đấy. Cậu. Nhưng tôi đoán được phần nào. Có một chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Chồng tôi có ổn chứ? Chị nên gọi điện cho ông ấy, ông ấy sẽ mừng lắm. Tôi không muốn nói chuyện lúc này. Ông ta không chết là tốt rồi. Ôi má, người vợ của năm mà. Má đi theo thầy yoga. Đây, đi tới nhà của người anh em của cây khế của chúng ta coi. Đây, thằng em của Mikey và vợ Mikey vừa mới gọi cho tôi. Đấy, tôi tắt cho anh em hiểu. Tại vì thằng Mikey nó đang vướng vào cái coi như là bi kịch của gia đình nên mà phải nhấn mạnh bi kịch của gia đình cấp độ sử thi luôn. Má, tiền mất tật mang, gia đình tan nát. Nào, đăng ký cho em ké một slot ở dòng nhất quá cũng khỏe. Má, tôi nó giỡn thôi em, muốn vô ga vậy tôi không muốn đạt tới tới đỉnh cao của của nội tâm cái đéo vậy này, nó quảng cáo đấy. Tôi quên rồi. Cấp bồ lề. Nhà tôi tức là nhà Mikey đúng không? Nhà Mikey thì nó nằm ở đâu khúc này nè. Đây là lão Leicester này. Ông không? Chứ là nữa. Paris. Đây là tay phóng viên. À, đây là tay phóng viên. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Tôi ra thôi dẹp đi. Con đấy thật sự. Ủa sao kêu gặp nhau ở nhà mà đâu không cho địa chỉ nhà. Ok. Từ từ, hình như đâu 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 khúc này này, nhà đâu khúc này này. Cứ bắt taxi tới đây rồi kiếm đường anh em nhé. À, chồng không gọi, gọi thằng em chồng tới làm gì, nếu hiểu kiểu gì ạ. Can I get a cab right away? On its Chị way, dâu sir. Đây mà, chị Thanks for calling. I'll be here.
À, anh em nghe tiếng ngủ như tiếng xì bo năm chín mấy. Thấy rồi ông nội, có hai thằng cũng bất kẹt. Where can I take you? Rockford Hills. Right away, sir. Chạy nhanh lên. Come on, let's go. You bet. Here we go. Đây bình thường nếu tôi không tô là nó sẽ chạy tới chạy theo bản đồ và tới tới địa điểm ha. Tô đi. Nhanh lên đây mặt má xa lắm. Okay, buddy. There you go. Thôi má lên phố có khác nha. Mấy stream vừa rồi tôi toàn ở dưới quê thôi. À, mượn taxi em kiếm nhà chị dâu cái. Em mượn chiếc xe. Nhà ở đâu nhỉ? Nhà ở đâu luôn? Tôi không nhớ. Chẳng quan trọng. À, bột sâu rồi hả? À. Cảnh sát đang lùa tôi đây. Tôi thấy tôi rồi, tôi thấy tôi rồi, tôi thấy. Hình như nhà Mikey trên đoạn này đúng không? Xe ngon quá, đi một mình làm gì, cho mượn nhá anh nhá. Ừ rồi anh kia ngồi chung với em, mình đi khách sạn nhá. Nghe đứa khách sạn chạy hả? Chạy dắt vô anh cổ à. Má xe chạy ngon lắm anh em à. Nhẹ nằm đâu nhỉ? Nếu qua đường này, nếu qua đường này, mày lạ lắm. Ôi! Chạy siêu xe tôi đây mà. Chữ B này là chỗ thằng phóng viên này lần trước có chụp hình, à, có quay đoạn clip 2 phút hơn nè. Đoạn clip bự nhất game. Nào bóng ở đây đi. Okay. Không qua chữ L anh em nhé, qua chữ L đi. Ôi má, xe chạy đạt lắm. Không đã bằng những cái chiếc siêu xe hôm trước mình cướp nhưng mà mẹ xe trên đường vậy cũng tạm ổn rồi anh em ạ. À. Chiếc này chiếc R8 đúng không? Chiếc R8 đúng không anh em? Audi R8 đúng không? Kìa 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 đây đây đây. Đây 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 rồi đây rồi. Ôi thanh niên này cướp của bà già. Ôi mày chạy nữa chứ ạ. À. Ây à. Ôi má đi chạy à. Nằm xuống. À, giật bóp của người ta. Giật bóp của người ta anh em ạ. Đem ví trả lại cho cho. Hi. Trời ơi, em hóa hồng à, chị mất ví đúng không? You're my
Anh là anh hùng của tôi. Tôi không biết cảm ơn thế nào nữa. Ôi má, tôi không biết cảm ơn thế nào nữa. Bỏ đi một nước luôn à. Ít ra không được, mời ly cà phê cho tôi mấy chục đô à. Đây không phải là tất cả đâu nha. Này có mấy chục đô. Ê, cái này không có đường à. Mẹ, tụi tôi có đường chứ. Cái đéo gì đấy, slow motion nên đây mà slow motion. Má, tôi thắng tới này đấy, để tôi thắng không? Tắt đèn này. Bật đèn, tắt đèn này, ở đèn, chưa xong nữa. Còn lại 49 cú. Thôi. Có điều cách chức khoát. Tôi đéo thấy đường luôn. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product. À đây là lão Leicester đúng rồi. Mình đang thực hiện nhiệm vụ cho lão Leicester và kiếm ít tiền từ lão. Những bộ nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ tiền để dành túi. Không phải đi giật bóp giống như anh niên vừa rồi bị ăn viên đạn vào lưng. I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. Stake her out. Mình còn quán bar nếu mà cứ theo dõi con bé đó thì sẽ tìm được cái thằng đó. Tôi sẽ gửi cậu cái địa chỉ. Nhân tiện tôi xem giá cổ phiếu hiện tại. Trong đây có một cái ứng dụng cổ phiếu nhá. Nó rất là giống bên ngoài. Theo dõi gái điếm rồi. Ôi nhiệm vụ ngon quá. À đâu. Mình điệp viên rồi. Ngon ý tôi, ý của tôi ngon tức là mình làm điệp viên anh em. Từ nhỏ lớn tôi đã mong bước làm một điệp viên rồi. Nha. Anh em đừng hiểu tôi nghĩa khác nha. Để kiếm xe chút, chiếc này ngon quá nhờ chút. Chắc chút tôi đi sơn xe, đổ xe này nọ quá anh em hả? À em hiểu ý anh, đấy. Mãi là anh em. Gái điểm đây, gái điểm đi. Đéo phải. Ôi mấy em gái nhầm nè. Ôi em áo hồng mà. Lên không em? Làm sao che máy đi nhờ? Mình làm ngành thì phải đúng, có khách phải đi chứ, cầm siêu xe thế này. Ồ, anh niên kia coi trần luôn à, để mày chuẩn bị kỹ tới lần răng rồi, hai em gái rồi mà. Ôi ôi. Mấy em cà ve. Thôi mua may bán đắt hai em nha, anh có việc phải đi rồi, để khi khác. Tha hồ lửa anh em ạ. Ôi mấy em áo đỏ, ê tóc đỏ. Kìa rồi, kìa rồi, kìa rồi, kìa rồi. Không khác nhất kìa. Cô em của mình đây rồi. Từ lúc tôi thích từ lúc từ xa giờ. Em này đúng không, em này đúng không? Đẹp. Em này môi dày lắm. Này cưng, muốn lên giường không? Không khác nhé, em có hẹn rồi. À, để phải này. Ôi trời, coi em kìa. Ôi trời. Áo màu gì? Má áo màu thường, dài màu đỏ. Má đúng nổi. Mục tiêu của mình chưa tới anh em nhé. Cho nên mình cứ nhắm mục tiêu này trước. À nhầm, cái đồng súng sao nó cứ rơi xuống đó nhờ. Súng nặng quá anh em, nó rớt xuống anh em ạ. À. Gửi lên, gửi lên. Ở kìa nào, lên nào. À đây, đây. Từ đây. Không vớ vẩn. Này đúng không? Hey baby, what can I get for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Anh làm gì nữa, nếu bỏ ra 10 đô. Anh bắt xe về nhà quên tôi đi.
hai anh em mình có thể cãi nhau à? Hay là đúng với mục tiêu trong này? Hey baby, you miss me? I was starting to think you weren't coming. Well, I always come. Aw, you such a smooth talker. Phải không vậy? Ám sát mục tiêu. Đẹp, giờ này mới cái mục tiêu ám sát mục tiêu à? Đau! Hụt mẹ rồi! Nó xíu xe nhanh lên! Đề lên nhanh! Có đi nào vậy ta? Bạn này. Mày xe của ta. Đây rồi. Đâu rồi. Má, mà đi khách sạn mà chạy nhanh với anh ơi, đúng. Má, đi khách sạn chạy từ từ thôi. Ê, nát mẹ xe rồi, nhanh. Ngã ba quẹo bên tay nào. Rồi, ngã ba quẹo bên tay bên trái nha. Phía trước chúng ta thôi. Thôi. À, mày á. Để trúng à. Ai à. Ôi. Đau quá. Nào, đứng lên. Con quẹ. Má biết để tôi bóp cò là đúng, đâu có thế, không có một đoạn đúng, một cây số 2 như vậy. Đây rồi. Nhớ tin được. Ủa cái cầu này là bên ngoài nó là màu xanh thật vậy luôn hả anh em? Hay là Noel nó mới làm gì? Tôi nhớ hôm trước chơi đâu có cái kiểu đó đâu. À, nhỏ thật sự rồi. Thôi, mình lên đây. Bước lên. Nhớ anh không mà. Nhớ anh không. Khá là easy. Rồi xong rồi lão già. Hey man, I wiped that software for you. Tôi xử thằng đó rồi. Excellent news. Tôi sớm liên lạc với cậu. Ok. Nhiệm vụ nó dứt khoát thế đấy. Cộng 5.000 nè. Em thấy như thế nào? Tiền trao cháu mút ngay. Để tôi làm thêm một nhiệm vụ của lão đấy nữa rồi mình độ xe anh em nhé, ngon hơn anh em nhé. Đem xe này đi độ. Too close. Nào. Ôi. Ờ mày quá. Sao lão này gọi điện thoại công cộng không thấy nha. It's
So who the fuck don't you like today? Hôm nay ông ghét thằng Loan nào? Isaac Penny, một tên tư bản tham lam bất lương. Take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus. Hắn là thằng tỷ phú nhưng ngày nào cũng đi xe buýt đi làm. I was thinking you could take over the route and drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Okay. Oh my god. Lên xe buýt này nè, lên xe buýt, lên xe buýt. Mấy cái xe này ủ quá nhỉ. Vậy mới thành tỷ phú được. Có khi vậy cũng nên. Chợ sẽ biết trước mặt chúng ta rồi. Tôi giả anh tài xế xe buýt. Rồi đây thôi, đây rồi. Qua cái điểm đón khách cho tới khi tìm thấy mục tiêu. Ái dà. Rồi mời các quý vị và các bạn bám chắc vào khi mà chúng ta khởi hành nhé. Ôi. Ái dà. Xin lỗi vì hôm nay tôi đến muộn, hôm nay đầu tiên tôi đi làm. Ái dà. Nắng đẹp quá nha. Lái xe buýt anh em ạ, lái xe buýt. Tài xế xe buýt. Tao không có kè gì. Damn, would it kill you people to crack a smile? Mấy người chết tại sao mà không dám cười? Thì kia đâu mới không thấy xe lớn này đi à? Mình thấy tôi lái như nào rất là giống một tài xế xe buýt luôn nhá, rất đàng hoàng tình cảm, chiếc xe an toàn như của cái vũ trụ GTA này. Tôi đây chứ ai. Hey, get in, we're running late. Rồi đi, chúng ta bị muộn rồi. Má nó không chửi là may. Đây tôi nghĩ qua một cái cua nữa tới rồi này. Đây 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 đây. Cậu đến muộn, rất muộn, rất muộn. Giá chỉ có 150 đô. Chẳng phải là Benny sao? Forget about it. Spendthrifts. Ám sát mục tiêu à. Oh my god. He's got a gun. I'm calling the police. Thank you for riding LS Transit. Nào 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 nào. It's been real. Peace. Chạy á. Chạy không? Chết mỡ, không có xe anh em ạ, xe buýt thì rồi mới rời khỏi khu vực như nào. Băng qua con phố, băng qua con phố, băng qua con phố. Hai sao à. Đây có chiếc xe này, đây có chiếc xe này. Má đừng có thấy tao nhá, đừng có thấy tao nhá, đừng có thấy tao nhá.
Trốn cảnh sát anh em ạ, trốn cảnh sát. Anh biết chỗ này không nhỉ? Không thấy em nha, đéo thấy em nha. Bỏ phải là cảnh sát nó vào rồi nhưng mà chưa có phải chớp màn hình. Cổ mẹ, tắt hai sao hộ em cái, tắt đi. Ờ, mày quá. Green light, good to go. Hello sếp, đi dạo sếp. Chào sếp. Má vừa tới tắt hai sao à. Nhìn nhìn chứ, đã nhìn nhìn tôi. Mất con xe ủ quá nhờ. Hình như đêm đêm ra cái khu gần bãi biển mới có ấy. Đẹp. Molly, Molly. Get the fuck up out of here. Đi ra. Sao tôi vẫn chưa thấy cái nhà con kia nó hiện lên nhờ? Hay là phải chuyển qua Mikey? Chuyển qua Mikey xem như thế nào chứ, coi vợ con có điện thoại không? Mẹ vợ con bỏ lăn lóc à, đi bụi luôn à. Đang làm gì đấy? Ôi, đang ngủ trong xe à. Khổ như thế là cùng. Không có nhiệm vụ gì mới. Thôi ngủ tiếp đi anh nhé. Qua travel. Thế làm gì anh ơi? Mở đó, tôi không nghi nghi lắm. Bước qua xét tao. Hoặc ra ngoài đó thì vượt may nhá. Là cái gì vậy? Mày sao chỉ súng với người ta ấy nhờ? Có gì ở đây? Chết mẹ luôn hả? Ôi hồi nãy đi sáng. Thế còn hồi nãy nó có nhiệm vụ gì? Sao nó không có nhiệm vụ gì nhờ? Mẹ hay là hết rồi. Từ về nhà xem như nào. Tôi đéo tin được. Ôi má sẽ có còi ạ. Này đi ra đúng không anh em? Đúng rồi, tôi đi hết xe kem. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cho em chiếc taxi anh ơi. Quán bia hả mọi người? Quán bia không? À, trạm dừng chân, trạm dừng chân. Trạm dừng chân đây, trạm dừng chân. Some of these little actresses need to eat a good meal. Whatever. Nó đang phì phà điếu thuốc. Trạm dừng chân anh em. Đây, đây, đây. Stop your fucking car. Stop your fucking car. Má nó đón taxi mà nói chuyện mất dạng. Where you headed, homie? Sandy Shore. Về nhà tao. That's the ride, my man. Đây tôi tới nhà rồi đây. Mà sao có vẻ như là không có cái. Hi. Nè vợ của Martin này. Ôi má ủi áo cho mình sẵn luôn à.
Làm ngụm bia coi. À dạ. Xem như tỷ lệ ơn vai. Rồi stop đi, uống bia mãi. Có làm được gì bài này không? Thế là được gì anh ạ? Để chân thôi, nếu làm gì. Ôi ôi, má phòng thanh niên này. Má vậy mà có con mụ kia đéo tháo mấy cái tấm đó xuống nhờ. Cũng đéo có gì ạ. À. Hồi nãy lão mày tin nói gì á anh em. Nói tôi chào anh em, tôi vào tôi đéo thấy mẹ luôn à. À, ba nhiệm vụ vẫn thôi anh em, ba nhiệm vụ ở vùng quê thôi. Ba nhiệm vụ nhân vật thôi. Nhiệm vụ này thì chỉ có nhân vật riêng từng nhân vật, nhiệm vụ đó cho riêng từng nhân vật, mỗi nhân vật sẽ làm một cái có một chuỗi nhiệm vụ khác nhau phù hợp với sở thích cá tính và tạo hình nhân vật. Nào 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 nào. À, Alibaba vô nhà người ta coi như là dắt xe đạp ra. Mẹ chữ B này tới đây thì thấy có gì vậy? Nhanh. Để tôi kiếm thằng này tôi chạy tới thôi. Mẹ sao tới đây mất đầu mối. Would you send out a cab post haste? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Glad to hear it. Lần trước tôi có một cái phản này. Ái da. Ê, anh em nhìn đi. Mẹ nhìn kinh chưa? Nhìn chẳng khác đấy thì xác nhân luôn. Taxi, xác nhân đi taxi đi. Xác nhân mà vẫn phải đi taxi. Sanchez. This is the spot, right? Đây rồi. Chữ B. Đây đây đây, mấy lão đây. What's going on, ladies? Tình hình sao rồi? Để ba anh em hỏi ngộ đây, sau cái lần mà sau cái lần cướp chà banh đấy. Tao là CEO một tập đoàn tế. Mẹ tập đoàn. Đến nãy tập đoàn của you know frankly, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, plead fucking insanity, then they can't fry you. If you want something done, go to the business man. Chú sẽ không bị tử hình, mày sẽ được chữa khỏi bệnh tâm thần. Is useless. Hold on, man. Hai này đủ má gặp nhau là cãi lộn rồi, nếu hiểu cái gì vậy? Boys, it's the feds. Đây, còn đủ má FIB biến chất rồi. Ba người nữa đâu? Ba người nào? Đem 6 người cơ mà, chừng đó mới đủ làm vụ này. Anh có bảo quá đâu? David nói gì? Chính cậu nói mình tham gia, ông xạo vừa thôi. Tôi chưa bao giờ nhầm cái gì hết. Thế bọn này về đây. Sao? Ba người vẫn có thể làm được. Đê. Rồi hy sinh nè, hàng đi. Mày thích mày làm một mình đi. Ngày nào tôi là chả làm một mình. Đó, bỏ về đất nước khỏi mặt cộng. Bọn cặn bã các ngươi địch. Con vợ. Mày muốn xong việc hả? Vậy xin mời đi với bọn tao. Lần này chúng ta đi cứu thằng éo nào đấy. My sources are convinced. À, lần này lần trước tôi có nhớ rồi, lần này là mình đi cướp một cái gì đó, vũ khí sinh học bên đây mà, vũ khí sinh học. Bullshit. Yeah.
which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting anh terrorists rõ more này. Than successful acts anh of terrorism. Đọc rõ sub, okay, chứ right. So let me get this straight. Công tôi là việc sub anh em không đọc rõ sub tôi cũng quỳ luôn á. Thôi. Tại vì thật sự nha, tại vì nó cũng hơi mờ mờ thật. Nó cái màu cắn tẹp với những cái màu không gian, màu hình ảnh ở trong game. Agent Norton. Đọc Norton, lâu lắm rồi mới được ra ngoài phải không? Đọc được anh ạ, à rồi ok. Shut up, I'll be fine. Em đi, tôi tự lo được. Get in. You're driving. Ông sẽ lái. Đây, lần này mình sẽ đi cướp vũ khí sinh học đây. Đi về phía bờ biển, cơ sở cách chỗ vài cây số. Cái chỗ này vài cây số. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu vì tự do của đất nước. Nó nghe tự hào cao cả phải không? Social responsibilities a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. Điểm của chúng ta nằm giữa biển anh em nhé. Tôi đang thấy cái điểm màu vàng nằm ở giữa. This is the bay. We can get in through the discharge. Ta sẽ vào đường ống thoát nước. Bắt đầu nào. Lặn 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 lặn. Ở đây có ai anh em nào thở nhái không? Ý. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Khám phá đại dương anh em ạ, khám phá đại dương anh em ạ. Tôi thực sự chưa bao giờ đi lặn anh em ạ. Chưa bao giờ đi lặn. Không biết lặn cảm giác như thế nào. Nghe nói lặn ngắm san hô, các kiểu đảo có dịch vụ tôi chưa đi. Đèn khổ Oxyhero đến. À, cắt sắt. That's burning at over 3,500 degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? That gas will last forever, so cut smart. Nào, nào, nào. Rồi. Cũng quá nhờ. Đèn khổ Oxy Hero nên nhé. Instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha! I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Nào, 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 đi. Nào, come on. Đây rồi, sắp xong rồi. Nào, nào. Ok chưa? Ok chưa? Và cái cuối cùng. That should do it. Làm hay quá nhờ. Mẹ vừa mới chơi Alan Quay xong. Gặp cái pháo sáng à. Tìm được một phòng thí nghiệm. Thôi, mình bây giờ mình bơi theo đồng đội. Cái này chắc chắn là người ta đến đúng chỗ chứ. Nguồn tin đáng tin cậy. Tượng nữ thần hạnh phúc là tượng nữ thần tự do đúng không anh? Tượng thần tự do. You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that that ain't true. Ám ảnh hả anh? Đúng rồi, Mẹ ám ảnh không ám ảnh mà cũng ám ảnh kinh hoàng. The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught.
Yeah, only I wasn't caught, remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Đây đường ống thoát nước hả nè? Tôi tưởng đường ống thoát nước nó chỉ là một cái ống thông chứ sao mà có nhiều cái gì quá nhỉ? Nhiều cái hạ tầng quá nhỉ? Final turbine, nearly there. Thấy chưa? Đây, 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 đây. There's the surface. We're inside the building. There's a ladder there. Get up it. Đây, 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 đây. Hang kia đâu? How are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Hey, we locate the toxin. Ta sẽ tìm chất độc và thoát ra. That's our escape strategy. That's okay. What we got. Okay. Great. Lead the way. Bank robber, set your phaser. Đây, đây, đây. The stun. Ta có súng rồi. Đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Im lặng, im lặng thì sống. Oh heck, oh heck. Put him to sleep, Mike. Ôi, nó mất luôn hả? Ôi, mẹ. Đứng im, đứng im. Bỏ súng xuống, nằm xuống. Nằm xuống, con mợ. Nằm xuống. Nằm xuống. Make him dance like a jumping bean, Mr. Townley. Give it to him, Townley. Đường này đúng không? Give him a sparky, Mike! Okay, now hit the elevator! Nhẹ nhàng thôi em nhé, nhẹ nhàng thôi. So what exactly does a neurotoxin look like? Xem mình chất độc thần kinh thế nào. Đây là phòng nghiên cứu anh em à, phòng nghiên cứu. Elevator's coming down. Someone's on board. Out, out, out. Đứng im. Easy now, đi vào. Ai lộn? Tôi sao dục nó ra cho nó đi vào chứ. Please don't hurt me. Give up your access card. Collect a swipe card. Lấy thẻ Minh. Ờ, thẻ Minh đâu? Rồi. Dùng súng điện để bồi hóa nhau học tao nên nếu như có súng điện. À có. Alright. Ồ. À, có cái súng điện anh em ạ, có súng điện anh em ạ. Làm cho nó choáng thôi. Chứ không cần phải dùng vũ lực. Nhân viên phụng cứu bồi hóa nhân viên. Tất cả giơ tay lên, tôi là người tốt nha. This is a secure research environment. À, súng này nó không bắn liên tục anh em ạ. They're down. Let's go. Along here to the left. Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. Okay, okay, bọn nó tới, bọn nó tới. Team incoming. Make a call. I dare you. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Ask the monkey. Để cho nó đi luôn anh em nhé. Nó còn nếu biết mình ở đây à? They've gone. We've got some time. Swipe us in. Come on. Đây tôi có thẻ an ninh rồi. Cho bọn tao vào nhanh lên. Có chuyện gì thế? Nó khóa bên trong rồi hả? Giờ làm sao? Đứng im. Khỏi ra tay lên. Mày có muốn người ta phá cửa tiễn mày về chạy không? Ái dòa, biết khôn đấy, lựa chọn xuống suốt đấy, sao là không làm vậy từ đầu hả? Hả anh ơi, bắn ngay nắp luôn em mà. Chiếm đoạt chất độc. Phát quá là cái đấy, anh em muốn đéo vậy trần. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, 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 đây. Đã, ta phải đưa chất vào phòng buồng lạnh. À rồi, rồi. Facility security has been compromised. Warning, warning. Báo cáo rồi à. Báo cáo này.
cây uống lọng mà gió chẳng ngừng nhá. Từ đổi qua ca nhìn nó chỗ lẹ. Không nhìn có phép qua ca. Còn bắn được này. Left. We need to be gone before the whole place gets shut down. Corridor goes around to the left. You're dead. Oh, we gotta go. We gotta go. Ủa đây an ninh của anh em ạ, an ninh của anh em ạ. An ninh thôi. Ừ. Khỉ anh em ạ, tiếng khỉ. Ôi, bọn khỉ à. À! Xem khỉ bị đâu hết. Mày đây, nào bắn tao. Đây coi khỉ. À kia, ủa tôi đếm là pha nó chết luôn ý. Tôi đếm ngược cái pha đếm nó chết rồi. Không nghe dễ nghe. Đừng có chen một thằng thôi. Đen thôi, đỏ quên đi. À. Another guard. Four bastards. Left up here. Push for the exit. Bên này đúng không? Along here. Nó chết à. I'll kill you. You hit me in the wrong place and we're all fucked. Fucking Franco just. Let's go. Ơ kìa, chứ nhảy vô tường té à, con mẹ. Má tấu hài phải loài kìa. Sao lúc đó đủ mấy lúc là gà đẻ quốc mà không nhờ. Để xem khỉ được. Đại ai à, để xem khỉ cũng bị bắn à, con mẹ. Sao đủ mấy dễ chết mày. Má bình thường khó chết lắm mà. We need to get the nerve agent into a refrigerator. Mẹ tụi mày. Mẹ tụi mày. Mù lão. Chậm chậm anh em nhé. Hụt quá. Lại. Lại tối quá. Lát quá. À, không cái nữa à. Mới lại lát rồi. Everyone thinks they're the good guy. Mày ra chết đi. Đông chết mở kia tao ra. Bắn vào đít. Bắn vào tay à. Bắn vào ghế ngang. Đau quá. Thôi má đổi thằng cho chắc anh em nó chết rồi đi. Thôi để tôi đổi thằng. Đéo đổi được. Hết mẹ máu rồi. What's my name, bitch? You chose the wrong line of work. My cover! We gotta go. Oh no, I think break this. Drop
chậm chậm thôi, bắn cái nắp ngay. Lại là chu kỹ rồi. Thôi tụi bay đi trước đi. Nước xa ra nè. Đâu, tụi nó đâu? À, để tao đi trước à. Này có khỉ, coi khỉ này. Hầu hết chúng đều được đem đi làm thí nghiệm. Bọn khỉ đi hết rồi. Chèn con gà à, em. Cái đâu vậy? Tôi hết máu rồi em ạ. Sao hết máu mẹ anh ơi. Còn ai không? Còn ai không anh ơi? Don't fuck with me. Do it, let's go. Dick. Thằng nào ở đâu? Ở đây, đây. Don't shoot me. I'm carrying nerve toxins here. Get the agent in the refrigeration unit. It's over in that container. Come on. Đi vào thùng đông lạnh đây rồi. Thùng đông lạnh đấy hả? Mẹ vậy nãy mà vậy mà nãy giờ nó bỏ một cái quần nó đi bắn. Tụi kia phải chạy lên trên xuống có sao đâu. Mấy này là quá, ở Việt Nam mấy cái đó là tao cưa ra luôn, tao đem mấy gì cha. Trevor đây rồi. Nhiệm vụ của tôi là cẩu cái thùng đấy về phải không? À, chỗ có đỏ rồi, tôi thấy rồi. Bay vào vị trí chở hàng đi, đang tới ta. Mình gấp quá. Độ thấp lắm rồi. À, la la. Rồi, easy. Có sao nữa? Rồi. Được chưa? Mình hãy sát bên rồi anh ơi. Ô, vẫn chưa được à? We missed the window. Agency response team's already in the building. Đội phản ứng nhanh đã tới. Chẳng có gì là muộn hết, đi. Để cướp. Có phương án nào không? Cái việc cái gì tôi sẽ ở lại chợ. FIB special agent, I got this covered. Detain this man. Fuck you, I should detain you. I just took a bullet for my country. Hold up. À, lỡ giả anh em ạ. Nè. Giả là defending the trouble này rồi. Where's
Hay đấy, có thể được với cái kim bài điện tử hay đấy. Họ sẽ đang chở cái chất độc thần kinh tới kho đây. Tôi đang đi với lại từ vào trong được, vào trong được anh em ạ. Tôi chưa bao giờ thấy máy bay được vào trong được. Mày kỳ kế bên. Xin tôi là ai? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Is he fucking with me? Probably not. Hạ thùng đông lạnh xuống chỗ xe tải à, má khố mày. Nó khó lắm anh em ạ. Nào đừng lắc, đừng lắc, đừng lắc. Được chưa. Đấy. Ôi ơi. Được rồi. Hạ chiếc thăng xuống. Ổn chưa ông anh? Mà trong đó là quỹ hóa học à. Khi cho là quỹ hóa học đi. Có khi là có mấy cậu râu đấy chứ. Cái lão Devin này tuy là lão biến chất nhưng mà lão vẫn có vẻ như là không phải là quá lương lẹo như cái thằng hồi nãy ha. Tôi có thể là mới nhìn vào ánh mắt của lão. Đám nhân viên cục sẽ săn lùng ông đấy. Trong lẫn Stevie. Cứ ẩn thân càng lâu càng tốt. Dù sao lại cũng còn quan tâm chứ tôi. Oh, fucking A. Yes. Cái gì? What's up, man? My days in the wilderness are over. Chủ ngày lên bạc của anh đã qua. Cậu ấy đã dàn xếp với gã lạc giả khủng bố. Now as long as Trevor handles the wife. Sau khi Trevor trao trả một vợ chúng ta sẽ an toàn. Thế còn ông ta thì sao? He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Anh ta sẽ được anh ấy đi. Oh man, I can't wait to get back to that movie studio. Yo, alright man, well shit, I'll holler at you later then, alright? Đừng ngại sau nhé ông anh. Ngon vãi loài. You can take this desert and stick it. My life may be a world of pain. Đời anh có thể chạy thật ở đâu, nhưng từ giờ mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Êm ả, đều hòa mát rồi. Take it easy. Rồi, lão Leicester đã dàn xếp với lại thằng kia rồi, thằng kia muốn ấu vật hay sao ấy. Nhưng mà thằng Trevor phải trao trả một vợ lại. Đây nè, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời Trevor à. Nhưng mà hai ta đều biết tôi đã thề cùng với chồng của tôi. Ôi, trời bộ khóc mà, con bé. Trong lòng anh có một nỗi đau quá lớn. Nhưng tấm lòng anh lớn rất cao cả. Cả đời tôi chưa bao giờ vừa vui buồn như lúc này. Anh có thể đẹp rất hay rồi, má ăn cơm chó mẹ rồi. Má cẩu lương anh em ạ. Cắm cho thằng kia cái sừng dài quá. I know. Thôi đi trả vợ thôi, nên đi trả vợ.
đưa bạn gái về với chồng. Ủa con bò băng qua đường á. Tôi vừa thấy con bò băng qua đường. Trên đường có khách sạn không? Mới làm ngay chứ Kim. Ờ chứ Vi về đây xuất xứ hả? Mấy toàn đồi núi thôi. Đây rồi, tới nhà chồng của em ấy rồi. Thôi, anh đưa em tới đây thôi, em tự đi vào em nhé. Khổ quá. Rồi. Yeah, rồi. No. No. Stay. Ở lại đây ư? Để em vào một mình. You better treat her right, man. Mà phải đối xử tốt với bãi đấy. Ờ, tất nhiên rồi anh bạn rồi, mới dàn xếp một cách đừng có đập đầu cái thằng bạch tin này. Tất nhiên rồi. Thế như tôi thấy, Michael, chúng ta đều là bạn, bạn tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ qua sự hiểu lầm rồi. Gửi lời cảm ơn tới Michael. Cái bức đưa cho lão một cái báu vật anh em, một cái bức tranh hay gì đó. Nói lão bỏ qua ngay vậy. Thật ra lão thì cũng chán vợ lão rồi. Tình hình chung thôi. Ôi má khổ thanh niên trai phô à. Chả người yêu về luôn má cho chồng cô ấy. Chỉ có thể rồi mới đứng bên ngoài nhìn vào. Khổ. Ơ cho một chiếc ferry nè. What's that? Hey pal, out. Sài Gòn này nghe khác nhiều. Quá buồn bã đây mà. Xe cho kẹt xe rồi. Rồi thì ok thì nói chúng ta sẽ tạm dừng game tại đây anh em nhé. Cắt cái này. Ok chúng ta sẽ tạm dừng game tại đây anh em nhé, và chúng ta có những cái kết thúc mini, những cái kết thúc mini rất là sức mướt của thằng Chí Phèo đây. Tôi gọi nó là Chí Phèo tại rất là bự anh em ạ. Thật sự rất là bự nếu anh em có xem những cái tập trước. Và ok hôm nay cũng là cướp luôn. Nhưng mà tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ không chết nhiều quá như lần trước rồi. Cũng là một cái tiến bộ rồi anh em. Okay, một cái tiến bộ anh em nhá. Nhá. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ cũng là 3-4 sáng rồi. Mời anh em nghỉ ngơi đi chứ nhỉ. Mời anh em nghỉ ngơi và hẹn gặp lại anh em vào những stream lần sau, hàng ngày vào 21 giờ hàng ngày anh em nhé. Đây là GTA, tôi sẽ còn stream tiếp cái phần cốt truyện đã được việt sub, đã được tôi việt sub rồi. Ok, chúc anh em ngủ ngon và tôi sẽ còn tiếp tục với con GTA này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Rồi đi ngủ anh em, đi ngủ anh em. Rồi bye bye, see you again. Attack on vehicle.